Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với lại series Minecraft Thế Giới Hậu Tận Thế. Và kế bên tôi đây là thằng bạn Long PT của tôi. Editor Đúng rồi, AKA. thằng editor vô dụng. Đó. Mày dẫn mặt nào? Giận mặt quá gì. Thằng này bị cô dính hai giặc chết rồi. Trời ơi. Wow. Này tôi thấy nó còn hai giặc đó bạn. Này chắc bị cô dích chết rồi. Ủa sống lại hả? Chết rồi, chết đi sống lại nhanh dữ vậy. Cái này là phải trao giải Nobel rồi. Rồi bạn, tôi là thần thánh bạn xin Nobel gì? Nobel người chết rồi. Ủa, sao cái người tôi kỳ vậy? Chết mồ game nó có lái tôi. Ê mày anh Sương nhìn nhìn Tôi muốn thấy khu này thành lâu đài quá. này không biết có anh Sơn Đen không ta? Không, mình đi ngủ. Đi ngủ cái đi. Ê mẹ tao muốn có anh Sơn Đen của mày. Sương đen là mày. Ta Tôi ta không ta muốn có anh muốn sương đen ta lắm. ta muốn một anh Sơn Đen, anh Sơn Trắng nằm hai góc này. Ta táo mày nằm ở giữa. Ngủ mệt à. Thôi ngủ 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 ngủ. Ủa là hai thằng ngủ chưa ta? Ủa ngủ xong nó à sáng rồi, tưởng tôi bị lát nữa chứ. Tôi còn có con gạch rồi. Tôi còn có con gạch. Cái đất này là đất gì ta? Ấy sao tự nhiên từ khi nào cô mình chia ra hai mảnh đất gì kỳ vậy? Ủa hai đất còn nữa. Đã. Ủa. Tôi bị lát rồi. Ôi ngu cái rương nào để hạt giống à đây. Gì ta? Cái gì vậy? Cần sống không? 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 Ôi vãi Chưa tôi vô trong người, trong người tôi chưa có móc được cái súng ra. Không sao, không sao, này sợ băng dao được. Ai Vãi. Đau, thằng kia đau. có dao không? Tôi dao đi xuống tôi bỏ trong người. Đau quá à. Có Dao dao à, đi, dao có dao bụng. Dạ, cũng không ít. dao Ok. nhà mình hết dao Ủa gì kỳ vậy? cho bạn. Gì kỳ Từ vậy từ mày? nhà, ê hình như nhà mình hết dao rồi. Ôi nhờ. Để tôi lấy một ít băng tôi bỏ ông ngự đã. Trời ơi, nguy hiểm quá. Ủa nhà còn băng không? Còn gương nào ta? Rồi. Gương này nè. Ủa cái cách cái gì over cap bắt CT này là cái gì vậy? Chữa bằng mặt cá nhân đi, lâu rồi chưa dùng tới này, thật sự là quá lâu luôn rồi đó. Ủa sao mình sẽ bám biết đâu vậy? Ê cho xin cái băng thôi, mấy cái băng thôi. Nè cho mày một nửa nè, mày ra ngoài mày lấy Trời không? ơi. Ủa sao mà mày chế? Ủa anh này mày chế hả? Không, trong gương á, gương nhà mình còn. Dạ gì? Để tôi băng cái đầu tôi lại. Ủa nó đâu có Giờ cái này làm đâu. Cái này nó băng khẩu chỉ máu chứ nó có băng là gì đâu. ủa này cũng là vết Chứ nó thương có băng nó mà, hồi hồi máu. đúng mệt đúng Không nhưng mà không có chỉ máu. không? Ở cho mày Cái dao này là còn lại của tao nè, mày dao làm chỉ bếp nha. máu ngay nè. Mày đâu, Trong bếp hả? mày đâu? Ủa chứ không phải kiếm kiếm chế mà xuống xuống hang đi tự nhiên mình để có cái lối á. Hay vậy, Xuống miếng nữa rồi, xuống miếng nữa. Sắp tới rồi đó, giống mày tới rồi đó. mày làm giống mày vậy? Trong làng mới quán sạn bữa tao đào tao tại tao có cúp kim cương tao không đào được. Cho Ủa cái dao làm bếp hả? dao làm bếp này tao trên đây Ủa dao làm bếp mà tao 11 đủ đứng đọc. Ê cho tao thấy lâu đài đi, nói thiệt á, muốn thiệt xin không nói lại thiệt, tôi nữa chứ, thèm thấy lâu đài lắm. thôi xin lại tốn thời gian lắm thì cứ Không, thời bây giờ ra. mày tin đâu ông, bây giờ trong một tập này Không, mày có cái tao lâu tin đài mày lực kỳ quằn tới quá cạn luôn. gì, tao Vậy là mày không không tin hề tin tưởng thằng bạn mày. mày. I don't trust you. Sao ủa mà bắt gì ai 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 bớt 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 ai 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 rồi đó nha. Ủa mắc mắc gì mắc gì tôi không được sai. Tôi muốn tại sao tôi phải ở trong cái nhà tồi tàn cấp 4 đó. Này là nhà tôi tại cấp 4 à, xin lỗi mày chứ quân đội xài này không á. Chính là ở mà con chuột hư rồi bây giờ tao đập không nên nhấn giữ nó không được nè. Bảo báo vậy, bảo báo là tốt.
Giờ tao lên trên đây tao làm anh nông dân may mắn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trời ơi, 7 ô này cho chia trời. Muốn đâm trụ cờ chết luôn. Thôi lát rồi, đào nó không có gì được. Tức thiệt chứ. Không có ba dạch trơn. Đứng mà. Chờ đợi này từ 2 dạch đến 3 dạch này sinh mấy con rồi bạn? Yeah, tôi out rồi, tạm biệt bạn. Này được tao 4 miếng các tao đang tính bạn hỏi nè. là sinh mấy con rồi mày out luôn. Hả, mày nói gì? Tao đang tính hỏi là mày sinh mấy con rồi xong mày out luôn rồi biết không? Hú hú hú, alo Sinh mấy con rồi, sinh mấy con rồi. alo. Này tôi cũng không biết nữa, chắc 4 5 đứa rồi. Ồ, 4 5 đứa luôn rồi hả? Trời, sinh nhiều vậy. Này tôi cũng biết các bạn ơi. Được trời, đẩy đưa thôi. Tôi thông cảm với bạn ơi. Ta đang trên đây làm anh nông dân may mắn vui lắm bạn. Vậy đó, bạn làm anh nông dân còn tôi vẫn còn đang đâu trên thiên đàng chưa chút. Giới Wow. Con nai hình nó spam dưới cái hang. Trong lúc tao chết và một mới zombie nó spam dưới này. Yeah, tụi bay tới công chuyện bay rồi. 2 hours later. Hello. Ô, chủ kênh quay lại gọi. Chủ kênh đã quay trở lại, chủ kênh đã hết bị mẹ ganh. Chúc mừng chủ kênh nhé. Bây giờ chủ kênh vậy hồi nãy em mới đánh lộn với con nai hình thờ chủ kênh, sao em bắn full full băng đạn em luôn nên nó không chết. sao mà mày lại chiến đấu trực tiếp với nó vậy? Ủa chứ giờ chiến đấu làm sao với nó? Ê ê ê ê, ê tượng ngu nhất mà tao từng biết đó chứ là chiến đấu trực tiếp với nó biết sao không? Còn đó nó trâu Chứ giờ máu chiến đấu vậy, làm sao? nó bằng máu với một Tao con biết nó tăng zombie trâu á. nhưng mà bây giờ tôi biết mà nó 50 mấy máu, giờ mày cho tao cái ý ID hay là gì đó của mày làm cách nào để chiến đấu gián tiếp với nó đi. Nhắn tiếp hả? Mày đặt mấy gai à? Hoặc là mày đặt tên nhện ra là nó di chuyển chậm lại à? Có, tôi cũng đặt á. Trong gương có đầy kìa. Mày nghĩ lúc đó đi mai nào mang cái đó mày? Chắc có tao. Đúng rồi, có bạn. Ê. Nhân mình tài tình quá. Thôi, bây giờ để tao đi mai cho. Mày trên này mày làm ruộng đi. Bây giờ tao đi xe lâu đài đây. Mày đi mai đi. Gì? Không thế nào sống cái khu ổ chuột này được nữa. Cho mày nói lại luôn á, cái khu này mà khu ở chuột à. Ổ chuột. Mày từng Tao vậy đó, quên. tao là một người có chăn quên đèn đó. Rồi anh trai Mày đừng quên em thích là mấy thằng zombie á nó đang canh mẹ mày. mày đừng quên là cái chỗ này tao cần cải tạo để cho mấy con zombie nó không buông đánh đâu nữa. Tại vì mày quýnh nó Tao kêu quýnh hoài. nhân đi kìa, tao kêu quýnh nhân đi kìa, đừng có quýnh tao nữa, tao lạy mày. Vâng, trời đâu có thẳng quay. Thằng này lụm tay Rớt nhánh ra giá ta. Tay nhánh ta, tay với nhánh lại ta. bánh bánh quy. Ủa mày không lụm hả? Tay nhánh ta. Trời ơi, chưa kịp lụm nữa, này lụm trước rồi. Ê, mày rã cái đồ tao, cái trong thùng tao đi ra đi nha. Ê, xin ít máu được không? Không. Mày mà Chết xin ít chết. máu của tao là tao cầm ghế lên tao đâm mày y chang như vụ hổ tám. Ok. Thì Đi ngủ trước mai nhất tôi xây cho bạn cái khu thì chứ cái vụ đó đậu là hũ cái vụ đó là nhìn cái vụ mà chán không bao giờ quên được luôn á, thật sự nó cứ thôi, nằm ngủ đi mãi mai tôi bên xây cho trong bạn. sâu ký ức của Ngủ tao thôi. đi, ngủ đi, tao xây cho mày cái khu lâu đài cho. Mày mà xây được cái thá gì À, à, có gì đâu, có gì đúng đâu, có gì không? đâu. Ừ. Anh đợi đi, anh đợi đi, bạn sắp tới công chuyện tôi đó. Vậy Ngủ mình đi ngủ được chưa? ăn gì đâu Ngủ. biết rồi. Ủa mà tính giác đường qua nằm kế zombie thì luôn hả mày?
anh cha tâm sự đến với anh đấy, anh thấy thằng cầm dù bên kia không anh? Cẩn thận nè, đó nó qua đây nó đâm anh bất cứ lúc nào, anh cẩn thận nè. Em thấy người anh tàn xương không, em không biết là nó đâm được gì cho người anh, nhưng mà em nghĩ là nó rã xương anh ra đó. Anh cẩn thận đó nha, để em nằm kế anh cho, chứ để nó nằm kế anh là sáng mai anh không còn cái bộ xương, bỏ không còn bộ hài cốt luôn á. Mà anh nằm dưới đất á, đất mà nó rã anh ra, anh bón vô phân, á lộn, làm phân bón. Ô, có gì đây? Đó là cái gì đó? Ui, nguyên cục kim cương! Nguyên cái khối kim cương dưới này luôn hả? Tao đập cái cục này ra, cái cục này ngay giữa đường, tao đập nó ra. Nguyên, được, có nguyên cái khối kim cương dưới này luôn. Thảo ơi, nghe hảo ngoại. Thiệt! Chết rồi phải không? Không! Chết chết cái quái gì? Chết chết là tao bị đi bị đập chết rồi. Rồi. Ê mà công nhận lũ đồ nhà quan đồ giàu mày ha, hôm bữa mày mới lút bên cái nhà của tụi đồ tể xong á, mày nhớ không? Mày cũng lút được mớ kim cương về chế đồ nè. Xong giờ mày qua bển rồi mày lâu nó cũng biết mày lút được thêm mớ đồ nó ngon rồi. Ê tính tao lũ nó nhìn vậy cũng giàu quá, sống được tình cảm quá ha. Mày cần gương nữa không ta? Chắc không cần. Đặt lại đi. Ê cái nhà mình chưa đủ rương hả mày? À quên. Ủa nhà trong xác đúng. Trong xác một anh xương ngay chỗ này là có cái máy ảnh rồi mày. Chớ là thêm anh xương nữa rồi. Để tao mang về bảo quản á. Dạ. Ê anh xương nhà có bạn rồi, vậy coi như tụi bạn không có nhà, ảnh nhà có bạn rồi. Ê dạ, ơi chạy chân vãi ô. Xui, nghệ quật. Cười người hôm trước hôm sau người cười he he he. Ấy da nghiệp buộc đau thế mà bị thương thì đúng hai bàn buộc. Chân thì bị ấy luôn rồi nghiệp buộc hợp lý à, ồ có cửa nhìn đẹp ha. Bạn đợi đi, bạn sẽ phải lé mắt vô cái công trình mới, vì một nơi mới, vì một ngôi nhà mới, chết rồi một lâu đài mới. Mấy trong bị nhiều quá. Chết rồi, zombie nhiều quá. Ô, vãi. Nhanh nhẹn đó, zombie nhanh nhẹn đấy. Nhưng mà vẫn chưa nhanh nhẹn mình tôi. Trời ơi, mặc dù bị què nhưng mà què không phế nha. Lát quá cả. Đầu ô 10 đạn khúc. Mày quên chỉnh lại đúng không? Chỉ nghĩ là lát là đúng rồi. Tao cũng vậy á, tao nơi hôm bữa, nơi hôm qua. Ồ, anh zombie mà. Ôi, lần đầu cận cảnh thấy xì ke bắn. Trời ơi, đừng làm trái tim tôi đâu, zombie ơi. Thằng gì đấy? Thằng! Mười lắm. Trời ơi, bị lây nhiễm rồi ơi. Về nhà lẹ. Đường về nhà là vào la va, dấu nắng mưa gần xa. Về nhà chích thuốc lẹ. Lẹ lên chích. Nghiện rồi đó. Chích. Ô, phát cho mi. Có cái mi nằm. Nhưng mi còn nửa thân. Vừa bị lây nhiễm vừa bị chảy máu. Ồ, hết cứu rồi. Hết cứu thật. Ây da. Không sao, đừng có đạp bẫy gấu được. Cầu trời sao cho nó dễ đạp bẫy gấu chết dở luôn đi. Không sao, sống được. Còn thở là còn gỡ. Còn thở là còn gỡ. Trái tim nhà đập mạnh lên. Sợ thì đi về. Phong cách. Chích thuốc. Rồi. Nói hay lắm chứ, hồi gặp phát zombie là tới công chuyện không.
Sướng quá, đau quá. Bạn cũng chích thuốc vô nó bị sướng. Đau Đủ. quá. Này bị gãy chân thì chắc là phải dùng đến cái dụng cụ kia rồi. Cái dụng cụ mà giúp cho mình không bị gãy chân nữa, cái dụng cụ này ta. Ăn chân. Ừ đúng rồi. Đói không dùng là hết bị gãy chân rồi. Dụng cụ của tao tao mới biết á. Này là Ôi, tao thử nghiệm trên cơ thể tao luôn. ông thử ông bán sách phù phép về hóa zombie vô cầm 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 rìu rìu phù phép vô đánh tao đâu quá bị lây nhiễm luôn. Rồi, chết thua đi, chết thua đi, chết thua đi. Người ngã suốt ngày chích hoài mày. Ui, bạn không chết là có lỗi với đời đấy. Bạn hiểu Không không? biết là có lỗi với ai nữa. Ây da. Bị nó cắn đầu thế nha. Mày ơi, nhân tốt ta tự nhiên hỏi tao câu gì lạ quá. Mày ơi. Wow, con này nó 83 máu nó sao nó chui được vô nhà hay vậy Làm ta? gì vậy? Vãi luôn. Cây súng đâu? Cây súng, cây súng. Súng mà tao hết đạn rồi. Chứ tốt rồi, nó hỏi bạn giống một vậy. À, đứng 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 trong này đấm được nó đây, đứng trong này đấm được nó đây. Ủa nó cao quá. Ừ. Mấy người cao vậy ấy không? Mấy người cao vậy vậy á. Nó đâu, nó đâu, nó đâu. Nó đâu. Mày Ấy. Ồ, đang thật là đố, nãy nhân tố tệ hỏi bạn gì? Mày ơi, nó còn 83 máu. Ui, không, đúng hơn là tổng máu của nó là 83. À. Ê, mày ra mày lắp cái cửa ngoài 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 lại cho tao ơi. Hả? Lắp 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 cái tường ngoài này hả? Để tao tự làm cho. Để tao làm cho, để tao làm. Ủa, nó rớt ra một đống đồ luôn. Rớt Nó rớt ra một đống titan luôn. Ê ê, đập đi, cái rìu tôi hư rồi. rồi đó. Ơi, nó rớt ra một đống titan Aegon rồi bạn. Ô được 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 được. Đâu bạn? Bạn ơi, bạn quăng người bạn nha. Sắt nè, Black Aegon nè, rồi cái gì Titan Black nè, rồi cái gì Titan Aegon nè. Đấy, nó rớt ra vậy đó. Nó rớt cả mấy cái đó. Ủa, nhưng đố tôi hỏi bạn cái gì? Alo. Ôi vậy. Mẹ sự. Tớ tay hỏi bạn gì? Nó hỏi là nếu như mà tao đi chơi một mình ở một chỗ đông người thì cái đó gọi là cô đơn hay không? Có thể tao đi chế cái rượu đã hư cái rượu rồi. Tao không gọi được nó là cô đơn. Ê, cho mày luôn nè, cho mày thêm cục nữa là đó, nó rớt ra trong người đâu. Đi chém nhầm bì tiếp. Ê, mày có thể qua đây mày chém giùm tao nè, một kho tàng kết xù cho mày chém nè. Cái gì vậy? Qua đây, qua đây. Từ từ ơi. Qua, qua, qua đầu nhà bên kia. Mày chém tới công chuyện mày luôn nhân ơi. Gì vậy? Qua đây, mày qua đây, mày qua đây. Có mấy anh bắn tỉa bên này, có mấy anh Kai Suichi bắn tỉa bên này. Mày ở chỗ Ui nào vậy? Trời ơi. ôi cuộc đời ơi, ui ôi luôn mọi người ơi, mọi người ơi, cứu là mọi Holy người ơi, shit. mọi người ơi. Holy moly. Mày đứng đó, mày đứng im Được giúp nè. nha. Mày đứng im, đứng im, đứng im, đứng im. Ui. Đứng im, đứng im, đứng im, đứng im, đứng im. Đứng im, đứng im. Tao đứng cùng. Đứng người kia đây chém xuống mạnh lắm. Oh.
Đã cứu sống mình còn một tiền. Quá, wow, thủ lên nợ. No quá. Đủ kênh đã và đang rất no nha mọi người. Này này chắc tôi đi đi mà tiếp quá. Ok mấy bạn, hôm nay mình ốp chị chiếm đây. Gãy chân, gãy chân. Ba bạn mình ốp chị chiếm đây. Gãy chân rồi. Hép 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 mi hép mi. Chu mi nghe. Kệ mày mà hép mày. Ở đâu bỏ chân đâu, cái video bỏ chân chứ không bỏ tay đâu rồi. Thích cúng. Ủa sau này tao đói nhanh ta. Tao nhớ mấy lần trước đâu đói nhanh vậy đâu. Để tao lấy tí đồ tao chế thức ăn đấy. Ê, để tao lấy khai tây ra tao nung ha. Nung lấy làm ra. Chắc tôi đi mai tiếp quá mọi người ơi, chứ với tình thế là hiếu sắc như thế này tôi không mà đứng yên khoanh tay đứng nhìn được. Anh trong người tôi có nè, đúng hơn là nhà nãy tôi mới vừa mai trong. Không, mình cần nhiều lắm, mình cần nhiều hơn nữa chứ không phải là, nghĩ sao vậy, chế súng xong rồi chế thêm đạn nữa, các thứ nhiều. Còn sửa hai con xe nữa chứ, con xe trong này chưa sửa cũng là. Ủa xe đã sửa được hả? Sửa được chắc vậy. Biết nghĩ là chết nhiều lần nữa trời. Cắt da và gậy, ok. Có vẻ như chúng ta khá cần mày cần khoai tây, mày cần khoai tây chiên á luôn. Mày cần khoai tây nướng không? Tao chào mày xíu. Tao lại mày. Mày cần không? Chắc có. Đúng rồi, mày chắc chắn phải cần rồi. Chứ mày không cần là tao nãy giờ tao bỏ bước lâu rồi. Mày đâu? Để tao mang qua cho mày nè. Đang ở cái nơi mà tụi nó chuẩn bị đấm tao tới nơi nè. Ok, tốt rồi. Xin. Ui. Ui. Gì vậy? Dám hỏi gì vậy? Bình tĩnh nào. Và thế là hết. Ê, có chuyện gì vậy? Ra đi mày coi mày hiểu. À. Đúng rồi. Và thế là hết. Gầu xong zombie con luôn. Ok. Mày hết nơi nương tựa hả? Mày chỗ nào vậy? Tao qua tao chích nó, tao quýnh với nó nè. Trong người mà còn bình máu không nhân? Rồi đó mày chơi tụi nó đi nha. Nó đâu? Rồi nha. Sao tụi này nó nguy hiểm quá vậy? Tao tưởng tụi nó an toàn lắm chứ. Hóa ra zombie cũng là zombie thôi. Trời ơi, khay được 4 cái tháp trời, người ta nói nó vui vẻ cái cuộc đời, dễ sợ lắm. Ờ.
Ủa là nãy giờ bạn đang chế được gì bạn? Bạn đi mai được gì chưa? Tôi hỏi thiệt Chưa đi mai, chưa đi mai. Đang chuẩn bị đồ để đi mai. Đang chế ra thành một đống phại để ấy nè. Để có gì xuống đi mai còn lấy băng cứu thương chế cứu cứu nữa chứ. Rồi tôi đi mai nha bạn. Chúc tôi thuận lợi bình an đi. Wow, xịn sò dữ ta. Bộ não ơi, vô lên lên test hàng không? Lên test hàng không? Cho test hàng thoải mái luôn, Test bao hàng test luôn á, test luôn, hàng luôn bao đâm hả? đụng à vậy. Bao test luôn. Cho test bao thử luôn nè, bây giờ không thích không lấy tiền luôn nè. Ủa mà quên tôi xài miễn phí. Bao test luôn. Đã bắn con xương đằng kia coi. Ui con xương đằng kia. Bắn bắn hơi ngu. Akatsuki này hơi lỗi. Nói bắn hai phát, bắn ba phát đi liền. Ui bắn đúng một phát đi luôn. Ngủ quá Trời ơi, một phát. bạn Một phát. ơi Một bạn phát. ơi bạn 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 đang đứng trên tháp đúng không? Bạn quay ra trong cái khu gần cái nhà mình đó bạn, bạn quay vô trong ngay cái khu gần cái nhà, bạn thấy con gì chổng không Nào. đó? Tôi mới vừa chạm mặt nó xong. Rồi nói Ê, chung bên này là không nói, bên này lâu không nói nãy bạn. vậy đó. Không không bạn quay, không bạn qua đây, bạn qua đây. Bây Rồi nói giờ chung mạng là sống của tao với mày đang nằm trong tay mày, nhưng tao xin mày, bây giờ mạng sống của tao và mày đang nằm trong tay mày á, mày tin không? nói chung là tập ngày hôm nay xong rồi nha, xây được hết bốn cái tháp canh, cho nên Nhớ là con nó chút mình nha. nghĩ nha.